Yeah, nhiều đế. Em ơi, đừng có bồn chồn, đến khi 16 cái lồn mọc lông. 17 chỗ có chỗ không, đến khi 18 thì lông mọc đều. 19 lông mọc như ghiêu, 20, 21 lồn sẽ đầy lông. Bắt đầu đến tuổi lấy chồng, nó giặt ra thấy như là ngộ không. Mặc dù nó có lắm lông, đi tắm nhớ rửa kỹ bằng xà bông. Tắm xong nhớ sấy cho khô, đừng để nó ướt cái lồn đóng gông. Cách ly anh có buồn không, để lòng em đếm cho mau qua ngày. Anh ơi anh cứ nằm đây, bức lòng em gáy lỗ tai cho nè. Đang gáy tự nhiên mắt tè, thấy anh hả họng em xè vô luôn. Jesus Christ, great.